Vlog đi quay của tôi. Mua nước rửa nè. Đi lấy ghế đã. Uống thôi. Ngon nha mọi người. Ngon nha mọi người. Xúc xích này ăn thôi tí có sức còn quay MV. Lấy hộp này nha. Dạo này tôi mệt nên không quay hay đi diễn với Blueprint á. Khổ hôm nay ông quản lý bắt quay MV nên ăn cho có sức thôi. Tôi đang trong quá trình sắp xếp lịch diễn lẫn MV nên ít quay. Mệt á.
Ăn nha. Lười đất quá. Mọi người thông cảm nha. Trên mặt hơi sai sai tí ạ. Lâu lâu quay ăn tí. Mệt tôi ghê à, ăn mãi chưa xong. Ba 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 mọi người.